Ngày 9 tháng 2, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 54 bài viết đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu và chủ đề của hội thảo với các nội dung trọng tâm. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đánh giá các ý kiến có nhiều cách tiếp cận khác nhau, có chiều sâu về lý luận và thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực đối với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay của thành phố. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian qua có những thành quả rất quan trọng, được thể hiện qua các mô hình, cách làm hiệu quả, tạo thành sức mạnh nội sinh và cội nguồn tinh thần, tiêu biểu là sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ đảng viên trong toàn hệ thống chính trị của thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh lưu ý đến việc mỗi cán bộ đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm về đạo làm người, ý thức sâu sắc về nhân cách, lẽ sống cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nhấn mạnh đến xây dựng Đảng luôn song hành với đổi mới và chỉnh đốn Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khẳng định là một bộ phận không thể tách rời trong xây dựng Đảng. Đó cũng là yêu cầu khách quan, việc làm cần thiết thường xuyên của Đảng trong bất cứ thời điểm nào. Đồng thời lưu ý đến nhận thức đúng đắn mối quan hệ giữa Đảng, nhà nước và nhân dân trong cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Đồng chí Nguyễn Văn Nên tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác cán bộ trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong đó quán triệt sâu sắc vai trò công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Đổi mới thực chất việc đánh giá, quy hoạch, đề bạt cán bộ phải công tâm khách quan và có nhiều thông tin từ nhiều nguồn, ý kiến của quần chúng nhân dân trong nhận xét đánh giá cán bộ. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý tiếp tục quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ về cơ sở để tạo nguồn cán bộ kế cận cho giai đoạn tiếp theo, đảm bảo sự đổi mới và kế thừa liên tục. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong toàn hệ thống thấm nhuần quan điểm, nhân dân là chỗ dựa vững chắc, là nguồn sức mạnh nội sinh của đảng. Đảng không có mục đích nào khác là phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Vì vậy, đồng chí yêu cầu cán bộ đảng viên phải phục vụ người dân bằng lương tâm, trách nhiệm, bổn phận của mình. Nhân dân ủng hộ tham gia xây dựng đảng thì đảng mới thành công và thực hiện được sứ mệnh.